Hey, xin chào. Tôi tên là Đức, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi xin lỗi, tôi 22 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Thế Quốc Dân chuyên chuyên ngành tài chính. Mặc dù tôi không thích học tài chính cho lắm. Nhưng mà ngoài cái sự chán nản đó ra thì tôi đã tạo mình một cuộc sống thú vị hơn bằng cách là tôi mở một cửa hàng bán máy ảnh. Và sắp tới thì có mở thêm một cửa hàng bán đồ decor là những sản phẩm do chính tôi và các đồng nghiệp tạo ra. Ngoài hai công việc chính đó ra thì tôi rất thích nghe nhạc và đang muốn học chơi guitar. Trước đây thì rất thích nghe nhạc mạnh hay là metal nhưng mà bây giờ thì thích nghe nhạc nhẹ hơn nhiều. Và tôi cũng rất muốn đi du lịch nơi đó nhưng mà có lẽ là sau khi hai cái cửa hàng chạy một cách ổn định, tôi nghĩ đó tất cả là gì về tôi.